Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng John. Không khí có vẻ như là trời Hà Nội thì rất là lạnh. Và sáng nay thì có 11, 12 độ thôi. Và ra đường rất là lạnh, nhưng mà mọi người ai cũng thấy hân hoan quá. Chắc là bởi vì cái dư âm của Thành phố Hồ Chí Minh truyền nhiệt ra bên ngoài này. Bí thư Nguyễn Văn Nên truyền nhiệt ra Hội nghị Trung ương 4 ngoài này. Và tôi tin rằng là dần dần những cái lá phiếu sẽ chọn đúng cái người, không phải chọn cái anh gì đấy đầy uy tín mà tôi vẫn hay nhắc tên. Câu chuyện đấy thì tôi sẽ bàn sau. Nhưng hôm nay ở video clip này thì tôi muốn chia sẻ với các bác đôi điều. Bởi vì tôi cũng đã nói về ông Tất Thành Cang về rất là nhiều rồi. Thì đầu tiên trước khi mà chia sẻ về những cái tội ác của ông Tất Thành Cang thì tôi xin mời các bác là hãy xem qua những cái bức ảnh này rất là thú vị. Những bức ảnh này nói lên rất là nhiều điều. Để các bác có thể thấy rằng là công cuộc còn gian nan lắm. Đây, các bác có thể thấy đây. Đây là một vị tướng công an cùng với cả ông Tất Thành Cang. Đây là một. Hai nữa, những nhân vật rất là quen mà chúng ta có thể nhìn thấy tên ở đây. Đó. Gồm có Bí thư Lê Thanh Hải, Bí thư Nguyên Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, rồi có lúc đó là ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đó, và ông Tất Thành Cang. Ba người này phải nói rằng là như là anh em một nhà kiểu thế. Các bác nhìn qua hình ảnh thì các bác có thể thấy được như vậy. Cái câu chuyện thì rất là nhiều. Và họ gặp nhau ở một cái điểm nào đó hay không thì bây giờ đã có hai người gặp nhau rồi. Đó. Và ở đây tôi xin chia sẻ với các bác mấy cái điều như thế này. Với ông Tất Thành Cang thì có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái việc, sự việc mà Sadeco ấy chỉ là một trong những cái lỗi nhất thôi. Còn tôi xin điểm danh với các bác rằng là có những cái như sau để các bác có thể thấy rằng là mọi thứ nó không hề dễ dàng. Và dần dần người ta sẽ thấy ở đâu đó, dần dần đã thấy ở đâu đó những cái tội ác, những cái tội lỗi mà ông Tất Thành Cang đã có mà phải chịu trách nhiệm. Và đương nhiên rằng là đầu tiên là cái gì là dễ thì ta cứ làm trước đã. Còn những cái gì mà phức tạp thì ta sẽ làm sau. Giống như chị Xuân Thanh thì từ cái biển xanh 80B thì từ đấy là ra rất là nhiều thứ. Thì báo cáo với các bác rằng tôi điểm danh những cái câu chuyện mà của ông Tất Thành Cang như thế này. Thứ nhất đó là khi từ năm 2009 tới năm 2012 thì ông Tất Thành Cang làm bí thư quận ủy quận 2. Thì ông này là thực hiện cái chủ trương bàn tay sắt. Bàn tay sắt thì là của ai thì tôi cũng không tiện nói nữa. Và xé toang cái quy hoạch của đô thị mới Thủ Thiêm. Thì ông Cang này đã dạng như là một con, giống như kiểu là trong cái bài báo của ông Nguyễn Quang Cương ấy, là như một con sói nhe nanh rồ mồi. Và người dân lúc này là như một cái bầy cừu và chạy toán loạn đi khắp nơi. Thật là đáng thương. Đây là một cái tội ác lớn nhất mà của bên ông Tất Thành Cang. Thứ hai, khi làm giám đốc sở xây dựng, nghĩa là sở giao thông vận tải của Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì từ giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016 thì ông Cang đã bảo kê cho công ty Đại Quang Minh, lúc này là của ông Khoa Khàn, gọi là Khoa Khàn, và làm 4 cái trục đường chính trên đất Thủ Thiêm với tổng cái chiều dài là 12 km với cái giá là 12.800 tỷ đồng, với cái giá là 12.800 tỷ đồng. Và bước đầu thì thanh tra chính phủ đã phát hiện sai quy định là 1.500 tỷ và vẫn đang tiếp tục tiếp. Đó, đấy là cái thứ hai để các bác có thể thấy rằng là thật là tội lỗi đó. Cái thứ ba nữa là khi làm phó bí thư thường trực của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái giai đoạn từ năm 2016 cho đến giai đoạn 2018 thì đã chỉ đạo cho công ty Tân Thuận. Công ty này thì trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để bán 32 hectare đất tại Phước Kiển, huyện Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 419 tỷ đồng. Rất là bèo bọt, và trong khi giá thị trường từ lúc đấy thì là tương đương là 2.400 tỷ. Báo cáo với các bác rằng là bán với giá là 419 tỷ đồng, chỉ có 32 hectare đất thôi, mà thị trường lúc đấy đã là 2.400 tỷ rồi. Chứ không phải rằng là một con số như thế nào đó. Thì ở đây dần dần sẽ vỡ ra. Và đỉnh điểm nhất và cái sự việc nhất mà chúng ta đã vừa thấy, đó rằng là công ty gọi rằng là công ty Tân Thuận
bán cổ phần công ty con là công ty Sadeco theo hình thức chỉ định cho công ty Nguyễn Kim, tổng là 9 triệu cổ phần và gây thất thoát cho nhà nước là 153 tỷ. Đấy là cái vụ mà vừa rồi là lý do mà khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Tất Thành Cang. Và tiếp theo cái thứ năm ấy, để tôi không kể nữa bởi vì nó là vân vân. Và dần dần người ta những cái vụ việc nhỏ nhỏ người ta chưa chắc nữa, người ta sẽ truy ra từ những cái thứ đó. Và những nhỏ nhỏ này thì nhiều lắm. Nếu mà liệt kê ra thì tôi không biết liệt kê như thế nào, nhưng tôi tin rằng là Bộ An ninh điều tra và đặc biệt là Bí thư Thành ủy Văn Nên và rất là nhiều là đã có hồ sơ rồi. Và đương nhiên là sau này thì mọi việc nó sẽ dần dần tiến ra, giống như là cái thời kỳ của ông Đinh La Thăng vậy. Thì có thấy rằng sai phạm, hoàn toàn sai phạm. Và người khổ nhất vẫn là người dân mà thôi. Thì tôi hy vọng rằng là những vị đại biểu nào đó lắng nghe được những cái điều này thì hãy nhìn vào đó để mà thấy rằng là có những lúc ta oai hùng như một con hổ, như một con sói, nhe nanh gươm mút ra, mọi người phải nhìn với một ánh mắt không phải ngưỡng mộ mà ánh mắt gọi là e sợ. Nhưng chính vì e sợ cho nên họ không dám nói, không dám chia sẻ. Thế nhưng sau này khi mà rõ ràng ra rồi thì mọi thứ nó sẽ khác đi. Và lúc này tôi tin rằng là mọi người hãy nhìn vào đó để mà thấy rằng là cái vai trò sứ mệnh lịch sử trao cho mình thì mình hãy tận dụng lấy để mà làm một cái điều có ích cho dân, cho nước, cho đảng, cho đất nước đó. Tại sao mà anh Nguyễn Quang Cương, một người Facebooker rất nổi tiếng, gọi ông Tất Thành Cang là một con sói? Bởi vì ông ấy ví dụ như này: bởi vì vồ mồi vấy máu mọi nơi và dữ dằn nhất là trong khoảng 10 năm từ năm 2009 đến 2018, và trực tiếp thì gây đại họa cho bán đảo Thủ Thiêm và ngút trời oan trái. Đó là những cái nhận định mà ông Tất Thành Cang là như một con sói. Thì tôi nghĩ là đây là nhận định của ông Nguyễn Quang Cương là đúng, chứ không phải rằng là sai. Thì ở đây ấy, thì bác Nguyễn Quang Cương là cái Facebook như thế này. Các bác có thể là vào theo dõi những cái bài viết rất là hay của ông Nguyễn Quang Cương. Đây là một cái điều để các bác thấy. Thế thì tại sao mà nhiều bác bảo rằng là lâu lâu mới làm cái vụ này? Thì tôi nghĩ như thế này. Thực ra ấy, nếu mà để mà đứng ở vị trí của ông Tất Thành Cang hay là vị trí của một vài người khác thì báo cáo với các bác rằng là tôi cũng sẽ rất là lo sợ. Bởi vì tại sao? Không biết người ta sẽ đưa mình đi lúc nào. Và trong từng đấy thời gian, đáng nhẽ nếu mà thời gian đó là ok xong rồi, tất cả mọi thứ xử lý xong rồi, thì tôi cứ gọi rằng là tạm chấp nhận khoảng tầm 2, 3, 4 năm tù, 6 năm tù, chục năm tù của mình. Nhưng mà cái đấy đã biết rồi và mình phải chấp nhận cái điều đó. Và mình cố gắng để hưởng thụ cái điều đó. Nhưng ít nhất là mình cũng ngủ ngon, ít nhất là mình cũng không phải thế nọ cái kia. Còn hơn là sống trong một cái sự nơm nớp lo âu và không biết thế nào để mà làm gì, tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào. Bởi vì các bác nào ở trong cái trường hợp đó thì các bác mới cảm thấy rằng là rất là khủng khiếp, rất là kinh dị và rất là kinh điển. Và ở đây thì tôi chia sẻ với các bác rằng là mình cũng không thể nào mà mình hiểu được cái cảm giác đó của họ. Và nếu mà các bác xem một bộ phim tâm lý hình sự thì các bác có thể thấy rằng là cái việc chạy trốn, cái việc chờ đợi nó còn khổ ải hơn cả cái thời gian ở tù và thụ án. Thế cho nên ấy, đấy cũng là một cái hình phạt nó rất là nghiêm khắc, nó rất là răn đe. Và đến khi mà sự việc đã gọi rằng là vỡ ra rồi thì lúc này mọi thứ tự dưng nó lại được thoải mái trở lại. Nó giống như kiểu là chúng ta có nhân có quả và chúng ta đang chờ cái nghiệp của mình, bởi vì chúng ta biết cái án của mình lúc nào nó cũng rơi vào đầu. Nhưng thà rằng nó rơi vào đầu luôn để mình nhận được cái nghiệp đấy, để mình trả cho nó xong đi, để mình nó tâm lý nó thoải mái đi, còn hơn là mình cứ chờ đợi rằng là không biết ngày mai hay ngày kia hay là hôm nay hay là 1-2 năm nữa nó mới rơi vào đầu mình. Lúc đấy thì mới sống mới là khổ, bởi vì tâm trạng không bao giờ được thoải mái, không bao giờ được hạnh phúc, không bao giờ được cảm nhận được cái tình yêu quê hương đất nước, cảm nhận được cái không khí của Việt Nam, cảm nhận được con người của Việt Nam, cảm nhận được bất kỳ một cái vẻ đẹp của Việt Nam nào đó. Thế cho nên rằng là tôi nghĩ rằng là năm cái tội lớn nhất của ông Tất Thành Cang thì đương nhiên là trong cái thời kỳ ông ấy làm bí thư thành ủy, tức là khi đấy ông ấy bị bí thư thành ủy quận 2, tức là lúc đấy là khu đô thị Thủ Thiêm đó. Và ông đấy là cái người phải chịu trách nhiệm chính trong cái việc mà xua đuổi và những người dân, cưỡng chế những người dân ra khỏi cái khu đất của họ và làm như vậy. Còn theo lệnh ai
hoặc là theo cái gì đấy. Thì sau này tôi tin rằng đây là một cái vụ án mà không phải là ngày sớm một chiều là có thể xong được. Thế tuy nhiên rằng là kiểu gì cũng có một ngày là cũng phải xong. Thì tôi hy vọng rằng là tôi sẽ sống và tôi chờ được đến cái ngày đó. Thì ở đây á, là đôi điều cái video clip này các bác có thể thấy được rằng là 5 cái trong đó 4 cái chính và một cái rất là ngoằng. Đấy là những cái tội lỗi của ông Tất Thành Cang. Và ông đấy dần dần sẽ phải trả giá tất cả trong cái tội lỗi của mình. Và không chỉ một mình ông Tất Thành Cang, còn rất nhiều người khác nữa. Và người dân luôn mong chờ cái điều đó. Đó. Thì tôi rất cảm ơn các bác đã quan tâm với Trang Trang TV. Và khi có một cái thông tin nào đó gì mới lên thì tôi sẽ cố gắng cập nhật cho các bác đầy đủ nhất, cụ thể nhất. Tôi rất cảm ơn mọi người.